là bây giờ là em sẽ là bếp chính nhá, anh chỉ là phụ thôi nhá, Đúng bởi vì rồi, cái anh món cũng này em chịu cũng không biết. Thế là chính là Janice nấu món này, nhưng hôm nay là có người Việt Nam đến nhà chơi cho nên em cố tình lại để em vào bếp cho nó dễ ăn đấy. Cái hương vị nó cũng khác ở cái là Janice sẽ cho nhiều cái lá thôi, sợ mọi người không quen thôi. Và ăn cá của họ là do cá biển nó mặn mà họ ăn với giấm, họ không giống nước mắm như mình đâu. Vâng, cái khẩu vị họ khác. Thế Jenny Phương thì có thích ăn cái món cá biển hay là cá ngọt? Họ không ăn cá nước ngọt. À thế à? Đấy. Họ chỉ ăn cá biển thôi. Đây là Thế kho là vịt thuần túy Việt đúng Nam. rồi, món này cũng có Philippines nhưng Philippines họ sẽ không kho trứng và không kho dừa và họ cho cái lá khác vào. Đây, món này là món cá. Món cá này là rán là có cái dùng cái sốt và những cái gia vị của Philippines mang từ Philippines sang, và có cả canh sấu này đặc biệt nhất ngày hôm nay Đúng rồi. để mời hai MC của chương trình. Ngon quá, ăn đi. Xin mời cả Xin nhà. mời. Đây, thưởng thức đi nào. Ngọc Lan thưởng thức em đã trước thử tiên cái một này món rồi. cá đi. Có cái gia vị. Xin mời cả nhà. Ngon quá. Anh khoe nhỏ. Như ngày xưa là anh cũng làm hoạt động ở trong ban nhạc, nói chung là cũng hoạt động nghệ thuật. Thế thì bây giờ mình lui về để mà mình đi hỗ trợ cho người bạn đời của mình. Vậy thì nó có cái điều gì làm cho anh khó khăn và có khi nào anh bị mũi lòng không? Đương nhiên là mình là người nghệ sĩ, mình học ra để mình lại, nhất là cái nghề mình là nghệ sĩ biểu diễn nữa. Cho nên mình rất muốn là hàng ngày mình được biểu diễn. Nhưng mà mình đánh giá là cả một cái tuổi trẻ của mình đã cống hiến và mình được chơi chơi nhạc, mình đã sống trong cái môi trường đấy, mình rất hạnh phúc rồi, không còn điều gì phải nghĩ nữa. Nhưng mình chỉ thay đổi cuộc sống để làm cho nó thành người đàn ông kiểu khác thôi. Mình không có tiếc gì hết. Nếu mà được hỗ trợ người mình yêu thì tội gì. Mình làm được thì mình làm thôi, không vấn đề. Nghệ thuật nó là một cái niềm đam mê mà nó kỳ, nó Đúng rồi. đam mê kỳ lạ lắm anh. Đúng rồi. Nhưng họ hy sinh và họ chấp nhận, họ lui về là họ phải yêu cái người bạn đời mình nhiều lắm. Đúng rồi. Cho nên là họ mới 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 như vậy. Anh em thấy nhà mình nó có vẻ là nó bị vắng người á, chỉ có hai vợ chồng lủi thủi với nhau thôi. Thì anh có hai vợ chồng có cảm giác bị buồn không? Tại vì vẫn chưa có con chung với nhau. Anh thì đã có một em bé rồi, cậu ấy cũng lớn rồi và thứ bảy cũng về đây với hai người rất quý Janice, họ cũng rất thân nhau, đấy cũng như là một người con rồi. Thế còn anh cũng nuôi một con chó nữa trong trong nhà, mà bận rộn lắm rồi. Thực ra là mình thấy là cái thời điểm này mình đang vui với cuộc sống như này, mình đang chưa hát muốn thay đi. đổi gì nữa. Janice cũng đồng ý, khi nào mà Janice 50 nếu muốn thay đổi, ok. Làm Tại vì gì? tôi muốn có em bé không? Có. Sao lần trước Tại bảo vì không? không có ai không 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 có ai giúp em, nhưng mà em già ấy. Em già, anh giúp em. Tuổi nào cũng chăm sóc với nhau mà. Thế thì mình không không nặng nề về cái việc con. Nuôi con. Nuôi Hả? con được. Con nuôi được mà. Là sao, là nuôi con hay con Nếu nuôi? nếu mà không có không có không có con ăn thì nuôi con nuôi ba người ba rồi đó. Cô này ở nhà có hài hước không anh? Ui rồi cười suốt ngày ở nhà này thì là vui lắm. Hồi nãy á, khi mà em trò chuyện với Phương á, thì em mới thấy được một cái điều như thế này nè. Phương rất là muốn được quay trở lại với showbiz. Vấn đề về showbiz thì nó liên quan rất nhiều thứ. Nếu mà muốn quay lại một cách đơn giản nhất ý, thì họ sẽ làm ra album này, họ phải gầy này, tất cả mọi thứ như nào, và thêm nữa cái đam mê. Nhưng Phương bây giờ đang thiếu những cái đó. Đó là gọi là không gọi là đam mê đâu, gọi là sở thích. Thích thì mình cứ ngồi đây mình thích được. Đam mê khác, đam mê họ sẽ làm. Thì Phương không làm. Bây giờ người ta đang thị trường đang cần một cái người là đang vẻ ngoài một chút nào đấy năng động, trông năng động, thanh thoát hơn một chút, hợp với một số những cái game show chẳng hạn, thì Phương không làm được điều đó. Nói Phương rồi thì tức là chị Phương chưa đủ đam mê, cho nên mình không can thiệp và mình cũng không nói nữa. Thế còn mình sẵn sàng hỗ trợ thôi. Anh Khuê đã nói là anh Khuê sẽ hỗ trợ cho Phương, thế thì Phương suy nghĩ như thế nào? Thì em phải thay đổi nhiều. Nếu mà đúng rồi, nếu mà như này này, nhưng mà không... em phải nhìn là cái việc mà nếu mà em muốn muốn làm một ca sĩ tiếp tục ấy, muốn làm một ca sĩ mà để hát được những show diễn thời trang này, những cái show diễn game show đến sân khấu lớn chẳng hạn, thì em cần phải thích nghi với cái việc đó. Bây giờ việc hát tốt
không còn quá quan trọng nữa, mà cả nhìn nữa. Mình không thay đổi để theo cái việc đó thì đương nhiên mình sẽ bị lùi lại. Đấy, còn nếu em thích, thật sự còn đam mê, nếu em cứ tiếp tục làm, anh vẫn sẽ hỗ trợ em, vẫn sẽ ủng hộ em để làm tất cả mọi thứ. Điều đấy là chắc chắn. Hai bạn này vui nhỉ? Đáng yêu gì đâu á. Nhưng mà chắc tranh luận một vấn đề chắc phải mất một cả buổi đấy nhỉ? Không, nếu mà không có mình thì hai bạn sẽ tranh luận bằng tiếng Anh anh ạ. Mẹ thật á, bây giờ tranh luận là mình không thắng được. Ngày trước ấy là cũng đè đè nó ghê lắm, mình giả vờ quá to quá tiếc rồi cho sợ, không sợ. Bây giờ mình thua rồi. Phương, ngày xưa lúc mà anh Khuê cua Phương á, thời điểm đó thì anh Khuê làm nhiều việc để cho Phương suy nghĩ về anh Khuê không? Nhắn tin liên tục. Tăng khoa. Đi chơi uống cà phê. Sáng 6 giờ sáng rồi là em đang đi ngủ mà gọi điện thoại là anh đang ở ra ngoài rồi. Đây. Thế bây giờ còn những cái thói quen đấy nữa không? Cả nếu mà đầu tiên là rất là đường, rất là đường, rất là ngọt ngào. Nhưng mà thì hết rồi, bao nhiêu năm ấy, có vẫn có nhưng mà không phải là bằng nhau đầu tiên. Phúc thông cảm bởi vì anh ấy già đi. bao lâu rồi anh chưa làm những hành động mà gọi là lãng mạn với Phương? Mình nói với Phương ngay từ ngày đầu tiên ấy, anh không thích tặng hoa, anh sẽ tặng quà. Mà phải. Nhưng mà phải. Phương ấy rất thích hoa, đặc biệt là thích hoa, hay mua hoa lắm. Năm nào cũng bảo là Tết hoặc là cuối năm hoặc là ngày sinh nhật, sao anh không tặng hoa em nhỉ? Không thích những cái điều nọ kia. 2-3 năm rồi nhắc mình cũng để ý nhưng mình chẳng làm được bởi mình quên thôi. Cái năm đó cũng là một ngày cuối năm, thế là mình mới nhớ là mình sẽ làm một cái gì đặc biệt theo như cô ấy thích. Mình cũng mua hoa hồng hình trái tim để lên gối, để một món quà đấy, không rắc một vài cánh hoa ra đấy, bảo về tự về nhà thấy thế chả động đậy gì cả, về bảo cái này đâu phải tự anh làm đâu, mà đây là em nói cho anh. Từ đấy là cũng chưa tặng hoa lại. Nhưng mà năm nay là một năm em không được về Philippines rồi, đúng không? Bởi vì là Covid mà. Năm sau anh sẽ về cùng em thăm gia đình. Và nhưng mà năm nay thì Tết rồi, năm mới chuẩn bị rồi, thì năm nay rất đặc biệt là chúng ta có người chứng kiến chúng ta nói ra những cái cảm xúc này rất là hay. Thế thì anh có một quà đặc biệt mà có thể là anh không thích nhưng mà em thích, là anh cũng lại thích. Ok. Cái gì đấy? Secret. Cái này là bánh quý nhưng mà ở Philippines bánh quý xoài. Xoài à. Xoài. Để em phiên dịch. Ôi trời. Hôm nay là quà này cho em này. Cái em gì đây? Cái gì đấy thì biết. Đây hoa. Hoa này là lãng mạn nhá. Có cả nước này. Ôi. Thank you. Thank you. You're welcome. Đây cái này cho em. Thank you. Đây là cái gì ạ? Đây là một cái thiếp thôi mà Janice thích thiếp. Cũng hay viết chứ cũng Bèo yêu 10 năm rồi. Chúng ta vẫn đón năm mới không nhau như thế này nhỉ? Always love your Ming Quê. Thank you Bao. Thank you Bao. Em nghĩ người hạnh phúc nhất bây giờ là Phương á. Đúng không? Vâng. Cảm ơn chị, cảm ơn anh, cảm ơn tất cả. Lúc nào về có ống miêu nghe đó, đồ hộp rồi với mì gói hoặc là hủ tiếu. Còn nhiều hơn mấy đứa em anh. Mấy em đó tặng bao giờ viên. Rồi đi thể thao xong về rồi mua phở về bỏ viên vô ăn vậy đó. Đơn giản. Ăn cưỡng nông quá nhà. Có những người ta quan sống người ta quan trọng là cái ăn để mà sống. Có những người là sống để mà ăn. Sống là đó, cho nên. Còn anh là không? Mà anh không vậy quan ăn trọng gì đóng hả? Không quan trọng là sống để mà ăn để mà sống. Em nói em dễ ẹt hả? Nhiều lúc đi quay về tối mệt muộn. Em đi gần gọi điện cho Liêm đó. Còn cơm không em? Còn cơm làm ăn được. Còn cơm về em xịt miếng nước tương xong là ăn miếng rồi đi ngủ. Để yên tâm. Bình thường. Nay mai anh với La qua gõ cửa khách nhà em. Bình thường. Nhưng mà anh ăn một mình như vậy á. Nhiều lúc không có Nhật Thịnh chưa. Không có chị buồn á, anh có buồn không nè? Buồn chứ.
ngon như món ăn của mình thì của hai bạn đó là hầu như mình biết hết, hai bạn đó thích vị gì. Dạ. Những như vừa Nhật Thịnh về Việt Nam chủ yếu ăn khó nhất là cơm tấm. Wow. Cơm tấm ở đường một chiều Nguyễn Việt Anh. Nguyễn Việt Anh. Cái hai là nó thích bánh cuốn ở nhà hát Bình đường 32 Thiên Hương. Thiên Hương em biết luôn, hai quán đó là mối của em. Rồi chị Phụng là món gì em? Không, đến lần thầy là cái món gì ở đường Võ Tòa mà bột chiên. Bột chiên, bột chiên đặc hành. Khoái mấy cái món đã lạ. Như mì, là hủ tiếu. Anh ở bên đây. Anh có nhớ bên kia không? Hồi xưa thì nó chưa có công nghệ nhớ, chứ bây giờ nó ngày nào cũng nói chuyện thoại lắm. Dạ. Đỡ lắm. Nhiều khi giờ tối nói chuyện điện thoại rồi bên đó là coi như là bạn Phụng là dậy đi làm đó, cũng như là 11-12 giờ rồi mình đây 11-12 giờ trước khi ngủ gọi họ cá. Sáng á thì mình dậy, có nhiều khi dậy sớm thì đã uống cà phê ở đâu ai hay công việc gì á, xong rồi đến ở bên đó là 10 giờ 11 giờ rồi gọi điện thoại gọi qua lại tiếp tục hả? Nãy anh Cường có tâm sự với em là tương lai là lo cho Nhật Thịnh xong á là hai vợ chồng là sẽ quy về một mối. Đúng rồi. Về đây. Là về đây. Tại vì chị Phụng cũng thích cuộc sống ở đây mà anh Cường cũng thích cuộc sống ở đây. Đúng rồi. Đây nói chung là mình nhiều khi ta nói cứ đứng núi này trong núi nọ, nhìn đâu cho xa, đi tìm tự do, chứ thực chất ở gần mình thấy. Đúng không? Ở sát bên á mình đây quá tự do sung sướng. Làm cũng nghĩ nhiều khi muốn ăn gì là ăn luôn á anh. Bên Mỹ nó thiệt chứ, sướng thiệt, không khí sướng thiệt, làm ra tiền sướng thiệt, cái gì nó cũng sướng thiệt. Nó mà bị sao mà con người mình hay muốn hút hay đồng tiền, cứ một giờ mà làm được 19-20 đô tính ra tiền Việt Nam nó là 300 ngàn một ngày, làm được tới 5-7 triệu rồi sướng quá thôi, nay lưng làm quá đi, hồi làm 8 tiếng đến 12 tiếng làm riết, nhiều khi ngã bệnh xuống rồi số tiền đâu xài được. Bệnh muốn rồi không có trả được gì cả. Thấy không? Nhiều khi hãy nghĩ là làm ít thôi để cho cái thân mình nó còn khỏe, nó hưởng thụ nữa, cho được đi chơi. Nhưng mà cuộc sống của anh Cường bây giờ là hưởng thụ được rồi. Đúng rồi. Em bé là 20 mấy tuổi rồi. Đúng không anh? 20 rồi. 20 tuổi rồi. Thật ra đó, Ngọc Lan với quý vị khán giả, nếu như mà chúng ta có Facebook của Võ Nhật Cường, tức là của anh Nhật Cường đó, thì chúng ta vào xem Facebook của anh Cường thì lúc nào các bạn cũng thấy rằng anh Cường là một người rất là hồn nhiên, là một người rất là dí dỏm, và đồng thời là anh luôn chia sẻ rất là nhiều những cái điều rất là tích cực, vui không à, thậm chí là đi đó đi đây rồi đi khắp nơi, hầu như là anh là trong dàn nghệ sĩ anh là người đi du lịch nhiều nhất luôn anh Cường. Em cảm nhận được điều đó. Với lại hồi nãy anh có nói đó là sau dịch một cái đó là anh đi 36 tiểu bang. Không? Đó là một cái điều mà em cam đoan là chưa có nghệ sĩ nào mà lại chịu đi vậy chịu luôn. Đi. Cái đó là phải chịu đi chứ không phải là nói về kinh tế nữa, phải là chịu đi. Nhưng mà mỗi khi mà anh đi du lịch á, em thấy anh đi cũng có mình đấy nè. Anh không có vợ con đi theo. Vậy thì những cái chuyến đi đó của anh á, anh có cảm thấy rằng là nó thật sự là có giá trị và nó có ý nghĩa không? Nó như thế này, khi nào mình đi diễn á, dạ. Thì mình đi mình. Dạ. Sẵn vừa diễn vừa kết hợp. Dạ. Ví dụ như mà đi du lịch thật sự luôn luôn là phải có gia đình. À, dạ. Đó. Dạ. Vừa rồi anh đi là anh đi diễn mà, vừa diễn vừa đi du lịch. Cho nên là anh phải hỏi để anh Nhật Cường hôm nay anh mới nói ra được cái điều đó. Chứ thật ra là nếu mà mình coi trên TV, coi trên Facebook á, mình chỉ thấy anh. Tại vì anh ít khi show ra, có nghĩa là những cái chuyến đi mà anh ít show ra những cái show diễn đó. Nên nhiều khán giả cứ nghĩ là anh đi mình, bỏ vợ con nhà. Rồi còn một điều này nữa là không bao giờ anh thấy anh Cường buồn nha anh Cường. Cái đúng không? Không bao giờ thấy anh Cường buồn hết á. Bây giờ mình buồn cũng đâu giải quyết được. Đó, cho nên bên đây đúng em biết anh nói điều đó, nhưng mà em muốn hỏi anh nhân này em hỏi luôn. Tại vì ít bao giờ mà hai anh em mình tâm sự với nhau. Đó thì em muốn hỏi anh cái điều gì mà giúp cho anh coi như là anh cải thiện được tất cả mọi thứ để không bao giờ mang một cái nỗi buồn hay một cái tâm tư gì đó chia sẻ lên mạng và chia sẻ với bạn bè. Muốn dạy gì? Anh muốn dạy gì cụ thể? Không?
Đúng rồi. Ví dụ như ví dụ như tại sao mà dĩ nhiên chắc chắn con người là có niềm vui và bên cạnh đó là phải có nỗi buồn. Tại vì cái điều em cá luôn, anh cũng là con người,